Cả nhà, bữa nay chị có một số cái đồ mới, đồ chơi mới muốn show cho cả nhà xem. Và dĩ nhiên đi kèm với một cái demo là móng ướp treo sử dụng những cái sản phẩm mới này luôn. Thì hôm bữa, hai bữa trước, thứ ba, chị có lên live và nói về cái đèn mới Goku LED Curing Lamp. Màu rất là đẹp, thì có một số anh chị muốn làm video này để mà show thêm một số cái chức năng và công dụng của cái đèn này như thế nào. Đây, đèn mới nha, rất là nhẹ luôn. Thứ nhất là sẽ nói về cái cân nặng của nó ít hơn 1 kg, nó khoảng chừng 0,8 kg hay là cái gì đó, chưa tới 1 kg luôn, rất là nhẹ, rồi có thể mở cái này ra được ha. Thì ở bên trong nó rất là rộng, cái móng dài cỡ này nè đưa vào vẫn đủ cái bàn tay luôn á. Nhìn như vậy nó rất là rộng và nó có 36 cái bóng đèn để bốn phía luôn, là không có bị núp lùm cái phía nào hết trơn á. Và có hai cái sensor hai bên đây nè, đưa tay đưa chân vô là tự động tắt và mở ha. Rồi cái này, cái đèn này là chạc 1 tiếng rưỡi và nó last chạc 2 tiếng rưỡi, nó last 2 tiếng rưỡi, tức là mình chạc 2 tiếng rưỡi và mình xài được 2 tiếng rưỡi luôn. Thì 2 tiếng rưỡi dư sức làm trong vòng nguyên một ngày cho khách luôn á. Rồi mình có thể bật công tắc on lên như thế này. Khi bật on lên thì các anh chị thấy là có 4 cái nút đúng không? Cái nút 10 giây, cái nút 30 giây, nút 60 giây và nút 90 giây. Bây giờ đố các cả nhà nè, là hai cái đèn xanh nó qua tới 30 giây có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là, để chơi trả lời luôn cho, có nghĩa là cái đèn này nó còn 50% công dụng. Khi mà cái đèn mình chạc đầy hai đủ 2 tiếng rưỡi rồi thì nó sẽ nổi cái màu xanh lên tới cái nút 90 giây luôn, tức là nó 100%, và nó xuống 60% thì tức có nghĩa là nó còn có 75% công lực mà thôi. Bây giờ nó còn 50% công lực mà chơi đã xài từ bữa thứ hai tới bây giờ, thì có một vài người khách thôi thì cũng không có phải chạc nhiều, chạc 2 tiếng rưỡi và nó xài được 2 tiếng rưỡi nha cả nhà, nguyên một ngày luôn. Có thể các anh chị mà bận quá mà làm ống hút treo á, hay là gì đó, có thể mỗi ngày mình chạc cũng được nữa. Mà mình nhìn cái này rất là dễ, cái đèn này nó chỉ định cho mình biết là cái battery nó còn bao nhiêu phần trăm. Cái màn hình LCD này á, nó là không có bị chày, không có bị xước và không có bị acetone ăn luôn, kể cả cái vỏ bề ngoài này cũng không bị acetone ăn luôn. Cái màu hồng rất là dễ thương nè các anh chị, đó nhìn kỹ vô cái màu hồng, nó hồng mà hồng sờ cừ á, nó ánh ánh giống như là ngọc trai vậy đó, dễ thương dễ sợ luôn. Và cái đèn không nhìn cũng giống như là cái logo của cái đèn Hero Room này, 156 đồng thôi nha các anh chị, rất là tốt luôn á. Và bây giờ cái món kế tiếp đó là chị sẽ nói về cái wipe, Imperial wipe. Cái hộp này là cả 500 cái miếng wipe ở trong đây, là bữa giờ chế cũng xài rất là nhiều rồi. Các anh chị thấy là nó dài dễ sợ luôn nè. Khi mà các anh chị mua một hộp này là 8 đồng 90 cent, nhưng mà đang có cái deal ở trên website mua 5 thì tặng 1. Coi như là nó rẻ thui luôn á cả nhà. Nha, nhớ đừng có quên nha. Cái Imperial Wipes là cái nail wipe là lint free, không có lint. Đó, mình có thể sử dụng nè, gối lại làm tư. Mình bỏ acetone lên xong mình nếu như các anh chị không muốn xài bông gòn thì mình có thể sử dụng cái này, mình thấm acetone xong mình để lên cái ngón tay mà cái ngón bột hay là cái ngón đít mình muốn tháo á, rồi mình gối cái giấy foil lại mình để đó là nó sẽ ra hết luôn. Còn không là mình sử dụng cái ngón này khi mình làm xong tháo móng, hay là mình gắn bột, hay là mình giũa xong á, mình phủi cái bàn chải mà bột nó vẫn còn dính ở phần cuticle này kia, mình có thể sử dụng cái này, mình chùi alcohol, mình nhúng alcohol và mình chùi vòng vòng cái chỗ cuticle là nó sẽ sạch sẽ, không còn bụi nữa, và chùi luôn ở dưới móng ha. Cái này rất là tiện luôn, mình dễ treo hay này kia đồ á, mình có thể sử dụng cái cọ treo nè, đó, dù có treo trên đây ha, mình sử dụng cái này cho cái cọ treo nè, mình chỉ cần bóp nhẹ hoặc là trong lúc dễ là mình cứ để cái miếng lint ở dưới bàn ha, là mình có thể chùi in between để cái cọ nhiều khi nó dính lông hay là nó dính bụi trong đây nè, rất là tốt luôn. Và còn cái này mình chà makeup cũng ok nè, các anh chị làm lông mi này kia là ok cũng được. Chứ không có làm lông mi nên không biết rành nha, nói vậy thôi chứ mà không biết làm được không. Rồi cái cuối cùng là hôm bữa Ngân cũng go live luôn, Ngân có nói những cái máy giũa này có 8 kiểu luôn. Một trong những cái màu mà chơi yêu thích là cái màu ngọc nè, xanh ngọc dễ thương. Chơi là chuyên gia đạo xanh lá cây, cho nên nó là muốn show các anh chị cái máy này. Đó rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái demo nha. Tôi sẽ lấy cái phone qua đây, để cái hướng ở bên đây. Đó, ok. Bắn móng bóp treo, cái mẫu này nè. Đố các anh chị cái shape này là cái shape gì đây?
Giờ ai nói chúng là sẽ được một nụ hôn nồng cháy nha. Cái sếp này, cái sếp gì đây các anh chị? Đây là sếp. À thôi không nói đâu, để các anh chị trả lời đi. Bây giờ tôi sẽ chắc tắt cái đèn này để qua một bên ha. Rồi, để chơi gắn cái điện thoại vô trong đây nè. À, có sếp gì đây các anh chị? Trời ơi, tay đẹp quá. Hello Ly Nguyễn. À, LYK, tên chắc là Ly Nguyễn rồi. Dễ thương quá các anh chị ơi. Đây nè, chơi sử dụng cái màu, hai màu G-Gel của cái giống như mùa hè rực rỡ đây nè. 133, 136 ha. Và cái màu base các anh chị thấy rất là đẹp không? Là chơi sử dụng cái màu structure base 16. Đây, màu 16 nè, dễ thương vô cùng. Dở ra show hàng rồi chứ. Trời ơi, phải cho người ta biết nè. Đẹp dễ sợ không? Đẹp lung linh long lanh luôn hết, nó lên cái này nè. Rất là dễ apply luôn. Chứ apply múc treo xong và vuốt cái này lên như treo vậy đó, là nó tạo được cái màu nền. Đây cũng là một cái mẫu rất là thịnh hành ở trên mạng xã hội bây giờ luôn nè. Dễ làm lắm. Các chị có thể làm pastel shade ha, hoặc là neon shade. Cái này có thể là màu hồng, màu tím, màu vàng, màu xanh gì đó. Rồi mình ngược trở lại cho những cái polka dot này. Hôm nay chị sẽ làm một cái màu thôi. Ok, bắt đầu nha. Chị đã prep được hết cái tay này rồi. Và bây giờ chị sẽ bỏ cái dehydrator lên nha. Đây, cái dehydrator đây. Xin chào các anh chị. Anh chị nào mới vào nè, đó, thả tim, thả tay đồ. À, cảm ơn các anh chị rất là nhiều luôn nha. Đây, đây, bỏ dehydrator lên. Xong sau đó là chị sẽ bỏ cái non acid primer lên. Đó. Cái này là bước số 2 nè. Mình bỏ nè. Make sure đừng có tràn lên da người ta ha. Chị zoom in chút xíu cho các anh chị coi nè. Đó. Bao tay này á hả? Trời ơi, mai mốt hàng sẽ có. Chị giống như mình xài nhiều khi bụi nó bay tùm lum lên cánh tay của mình á. Rồi mình làm cách này qua cách kia nó sẽ bị ngứa. Cho nên đeo cái này lên. Vừa dễ thương mà nó vừa bảo vệ được da nữa. Trời ơi, làm gì làm chứ, chê là da với tóc là phải giữ kỹ lắm. Tại ngày xưa nhỏ mình đâu có biết, mình không có biết giữ. Cho nên bây giờ hãy giữ, nó có hơi chút mụn màng nhưng mà cũng ok, cũng cứu vớt được đời chê. Đó. Bây giờ mình để nè, những cái móng mà chê đã đo ra hết rồi và để sẵn nha. Móng cái nè, móng chỏ, hai cái móng giữa với móng ring. Cái móng của bé này nó hơi bè ở dưới chút xíu thì mình phải lấy cái size bự hơn, mình bóp bóp lại chút xíu ha. Rồi, kế tiếp là chơi sẽ sử dụng cái brush on gel. Là cái này đây. Ha. Brush on gel là chơi số 3 nha. Chơi số 3. Rồi, bây giờ mình phải lấy acetone nè. Mình lấy acetone ra. Mình chà, mình prep cái móng đồ. Dễ lắm. Bây giờ lấy acetone nè, nhúng cái cọ. Mình chùi 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 cái cọ xuống đây chút. Là bắt đầu mình chà ở bên trong. Mình để xuống. Mình lấy cái khác. Đó, mình chà như thế nè. Chị thấy nó rít rít ở bên trong vậy là ok nè, thấy không? Có cọng lông lấy ra. Đó, mình chà như thế này. Trời ơi, chị là ha, là cố gắng làm khách xong rồi hả, mình chế ra những cái mẫu mà nó nhanh gọn lẹ để các anh chị làm với dịch vụ móng móc treo này nè. Nó đơn giản dễ sợ lắm. Đắp treo mà mình khéo là mình khỏi, thật sự là khỏi dũa luôn. Đây, kế tiếp, vậy là prep cái tip như vậy là xong rồi. Kế tiếp là chị sẽ gắn cái tip lên nha. Gắn cái tip đây. Bây giờ gắn cái út trước nè. Để qua đây. Treo này dớt lên ha. Rồi, bây giờ là chị sẽ mở sử dụng cái đèn Nimbus nè. Đó, thấy không? Cái chân đèn không? Giờ chị sẽ gắn cho các anh chị xem ha. Cái ngón của bé này là nó cũng ở đây, tới đây cái nó quẹo qua một bên. Nó đi theo cái ngược hướng lại ha. Mình ôm ôm, mình bóp bóp cái tip chút xíu vậy nè. Đó, rồi mình bật cái đèn lên. Để nó cụp xuống chút, cho nó khỏi chiếu qua đây. Bật cái đèn lên. Sau đó mình ấn cái tip xuống từ cái chỗ cuticle ha. Đó, cách ra hai cọng tóc. Một cọng tóc, hai cọng tóc mình hạ treo xuống như thế này nè. Đó, mình giữ thẳng, sau đó mình đưa xuống dưới đèn. Dễ không các anh chị? Các anh chị nào đang làm dịch vụ móng mút treo tại tiệm hoặc là cái studio mình thì bỏ cái comment vô cho chế biết nha. Đó. Rồi, cái móng kế tiếp. Tắt cái đèn đi.
Mình sử dụng cái treo nè, quét cái treo lên. Đi cà phê đêm tối. Rồi, nó cũng up lên rồi đó, thấy chưa? Up lên, nó hạ xuống. Mình đưa vô đèn nè. Mình mà để thẳng rồi hả, mình đưa vô đèn mình cũng khỏi ngó nữa. Bây giờ các anh chị nghĩ coi, ở trong cái camera mà nó nhìn khuất như vậy thì ở ngoài nó khuất cái cỡ nào vô mắt của chê nữa. Cho nên đó là mình khi mình làm á, mình chịu khó mình canh cho đúng rồi xong mình bỏ vô, mình đưa vô là mình đưa xuống dưới đèn, mình nói chuyện cho khách chơi để mình tỏ ra giống như là mình professional vậy đó. Mình giống dữ dội, không phải professional, mình là chuyên nghiệp, mình là thứ dữ đó ha. Chứ professional thì dĩ nhiên rồi, mình có bằng mà, mình làm professional rồi. Đó, mình như vậy nè, cứ mình ập xuống xong mình đưa tay vô làm bụp vậy đó. Cho giống như là khách nó cảm thấy là wow, trời nhỏ này giỏi quá này kia đồ đó, thấy không? Mình làm nó hết hồn đồ. Rồi, cái ngón kế tiếp nè. Đó, mình vuốt treo lên nè. Rồi, mình bóp bóp lại chút xíu nè. Bóp em đi, cứ bóp nha. Rồi ập vô nè. Trời đất ơi, tao nói cái móng gì mà nó lè hú hồn. Làm mà các anh chị biết không, chế nói làm á mà nó lè quá, chế cũng cảm thấy rất là bực bội. Tại vì nó quá lè. Này cái đèn này nó vừa mới chết nè, nó băng hà. Bây giờ chế phải sử dụng cái đèn pin. Rồi cái đèn pin băng hà luôn. Bây giờ là chế phải sử dụng cái đèn này. Đó, tiện lợi như thế này. Một khi mà mình đang xài đúng không, mà đèn nó hết, thì bây giờ chế sẽ sử dụng cái đèn này nè, đó. Bởi vì nó nhẹ ha, nó nhẹ quá mà. Bây giờ chế đưa lên như thế này, hơ luôn, đó, chơi luôn. Cầm cái đèn hơ vậy nè. Bà nội nó cũng không khô, mà nội nó cũng phải khô thôi. Chứ nó không khô là coi như là cũng mình cũng không có làm gì được nó đâu ha. Đó, thấy chưa? Quá nhẹ mà. Để chế zoom in nè, chế làm cái ngón cái cho các anh chị coi nè. Zoom in, zoom out lại. Đó, tao mà đã cái cầm vậy nè. Chế để nó lên nha. Thấy chưa? Đó. Mà nó nhẹ dữ sợ đó nè, cái nhẹ quá. Rồi. Bây giờ là còn cái ngón cái đây. Mình sẽ cho ngón cái vô. Ly Nguyễn Toàn xem clip của Nail Job. Bây giờ mới có cơ hội xem livestream được. Ủa vậy hả Ly? Ly vô nhóm hồi nào? Không phải vô nhóm mà giống như là theo dõi cái trang này hồi nào mà mới coi livestream đây. Ai chỉ Ly biết. Nè, thí dụ giờ ha, mình để đây. Cái gần cuticle của mình cách gần chút xíu, cái mình đè nó xuống như nè. Đó, xong cái mình lấy ngón cái ha. Thí dụ như cỡ nào cũng gắn được. Khách nè, nó làm khó hả? Đâu có làm khó chị được bay. Đó, thấy không? Chúng ta phải biết cả tùy cơ ứng biến. Còn không ứng biến được thì chế biến nó luôn. Rồi, thấy không? Đưa cái đèn này vô nè. Tuyệt vời quá. Trời, nó nhẹ được một cái á, lại cầm những cái đèn LED mà nó nhẹ như thế này á, cũng không có dễ mình làm tạo được cái máy nhẹ vậy đâu nha các anh chị. Đó, rồi sau đó là mình đưa qua tới bên đây, mình slide cái ngón cái qua tới bên đây nè. Thấy không? Trời ơi, bữa nay coi như toàn bộ đèn hả, nó hy sinh hết. Thấy không? Vừa nãy mới quảng cáo xong là nó hết, nó chuẩn bị nó hết pin rồi các anh chị. Biết làm sao biết không? Đây nè, các anh chị nhìn cái đèn nè, nó còn một đốm nha đỏ. Cái nút 10 giây, tức là coi như là nó khoảng chừng 10 năm ít hơn 10% đó. Nó không còn được đè màu xanh nữa, là màu đỏ ha. Chứ thường thường khi mà mình chạc đủ cái công cái nó sẽ hiển thị 4 nút là màu xanh, màu xanh da trời hết luôn nha các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó đi vào dĩ vãng. Đến khi chúng ta chạc xong thì chúng ta có thể xài nó, sử dụng nó trở lại. Bây giờ trong khi chờ đợi thì chị sẽ sử dụng cái đèn smart kia. Bỏ vô, place your hand in the light for me. Rồi, cho nó 60 giây luôn các anh chị ơi. Trời ơi, trong khi đó chúng ta sẽ show hàng một chút xíu. Đây, cái logo, cái chữ Z-File nhìn hú hồn. Các anh chị nhớ nha, mai mốt hả, mình phải nhớ kỹ những cái chữ ghi như thế này nè. Đó, khi mà công ty Journal có những cái chương trình sổ số á, thì mình phải nhìn kỹ ra cái màu logo màu gì, hoặc là có bao nhiêu màu, có mấy cái kiểu logo, và cái chữ á, là cái chữ nào là chữ capital, chữ viết hoa, chữ nào là chữ viết thường, nhớ hết cái model, số mấy, để mà những cái chương trình sổ số sắp tới
là nó sẽ khó hơn rất là nhiều, nó không có dễ nữa đâu nha. Những cái câu hỏi vừa cái chương trình xổ số vừa qua chiều live post nó quá dễ đi, cho nên nó là có rất là nhiều anh chị trúng thưởng năm nay á, chắc là cuối từ đây đến cuối năm có những cái dịp lễ tới, nếu mà có xổ số á, mà trúng thưởng á, là sẽ chắc chắn sẽ làm khó hơn rất là nhiều. Bây giờ là mình sẽ hỏi những câu hỏi về detail đồ luôn đó, như những cái đầu đũa này là cái grid nó bao nhiêu, là cái độ nhám nó bao nhiêu rồi đó. Rồi bây giờ là chị sẽ dũa cái phần cuticle cho nó lại xuống. Chị sử dụng cái đầu này. À, có thể bóp xong mà dũa cái cuticle cũng được, còn không mình dũa cuticle xong mình bóp cũng được, cái nào cũng được hết, không có sai, không có đúng. Có sai là chỉ có chúng ta sai mà thôi. Bây giờ anh không sai, em không sai thì ai sai? Thì chỉ có chúng ta sai thôi. Rồi đi chung với nhau là sai chung với nhau. Đó. Cái dĩa dữ dội chưa? Trời ơi, cái máy dũa đã quá. Ây da, cái đầu dũa nó phản bội. Nó phản bội thì bây giờ chúng ta ngưng lại, chúng ta chà nó chút xíu rồi chúng ta dũa tiếp chứ có gì đâu nè. Trời ơi ngon quá. Cái đầu dũa ngon nha các anh chị, chứ không phải là mình nói cái gì ngon hết nha. Các anh chị nào hỏi câu hỏi đợi chút xíu nha. Hai con mắt của chị nó đang tập trung ở trên đây nè, chứ không có thể nào mà nhìn một con đậu một con bay để mà trả lời, vừa dũa mà vừa trả lời câu hỏi được cho mấy anh chị đâu nha. Rồi đợi một chút xíu. Cái lúc nào á mà vừa đang dũa shape nè, dũa mái nè, nó là không có thể nào mà một con đậu con bay được hết, cho nên phải tập trung cao độ như đây. Cho nên nó chảy máu một cái là chơi tắt live luôn, khỏi cái tạm biệt từ biệt gì hết nha các anh chị. Tại vì mình chuẩn bị mình là phải rượt theo khách đó, chảy máu là nó không trả tiền là phải tắt live để rượt theo. Này ha, ngon lành ngon lành. Dũa nè đó, quá dữ luôn. Yes, you can do a review on this set for sure. If you do it clear, you can actually do a review with either builder gel, soft gel, the structure base gel, or tap gel. You can feel them. Okay. Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái đầu diamond để chúng ta bóc. Một là sử dụng đầu diamond để bóc, hai á, là mình sử dụng cái bóc vờ để mình bóc. Cái nào cũng được nha. Chế zoom in nha, mình chỉ coi nè đó. Mình ha, đó, như thế này. Cái đầu dĩa mà nó kêu vậy, có thể là nó đang bị dính bột cái trên cái đầu dĩa này đây. Lot of people khi mà làm cái móng này họ ít khi làm, họ muốn feel, tại họ muốn cái chết đẹp á. Khi mình feel á, feel cũng được, nhưng mà tay nghề chắc cũng dữ dội dữ lắm thì mình feel nó không có bị mất chết ha. Mà nếu không mất chết á, người ta không muốn chịu đâu. Cái giá mà người ta, mình trả cái giá cho móng feel này cũng rất là cao. Mà mình feel á, mình không có feel đẹp á, là mình đừng nên feel. Cứ mài xuống hết 90%, cắt ngắn mài xuống khoảng 90% rồi rồi hãy cho ngâm như acetone hay là gối với phôi rồi á. Trời ơi, 10 phút sau nó bong ra hết trơn à. Giống như là khi mà mình đi makeup thì mình ra ngoài trời nóng, mình hãy chải coi như mặt mình đi đường mặt á, là makeup đi đường makeup là đó đó đó. Nó đó. Dỗ dỗ khá lắm anh chị ơi. Mua đúng đầu dũa, xài làm đúng kỹ thuật á, là cái gì nó cũng xong á, nó cũng đi hết á. Mới vào coi, hello Loan mới vào, xin chào chị Loan. Bên biết có anh chị nào bên Việt Nam không, biết giờ là mấy giờ, có thích chị chưa, cái bài gì đó ai chung tình được mãi đó. Bình Minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không, chơi quay qua ngày đông, tôi thích cô đơn và lạc lõng.
Trời ơi, nói hát vậy chứ mà như nghe giống như là trời mùa đông tiết giá lạnh ha. Em Việt Nam thống thế đi bà nội. Mình bên nơi vậy chưa? Chuẩn bị đi mở quạt máy nóng quá. Mở máy lạnh luôn. Chứ uống cà phê gì á. Uống cà phê gì là phải cà phê mà cỡ có máy lạnh đồ á, chứ cà phê lề đường chứ uống không nổi. Trời ơi, đơn giản quá. Coi như là chúng ta sắp xong, sắp sơn luôn rồi đó. Là mà cái gì là xách xe đi về. Nè, bây giờ là chị sẽ chỉ cho các anh chị coi cái Linh Free. Ví dụ bây giờ đi ha, mình thấy quẩn quẩn thì mình lấy bàn chải mình chà vậy nè. Còn nếu như mà chà mà nó còn bụi dưới móng hay trên móng á, thì bây giờ mình lấy cái Linh Free ha, mình chùi luôn. Giỡn mặt với chị ha. Nè, chị nhúng đầu vô trong nước, chị nhúng vô alcohol. Nè, đây là alcohol ha. Như thế này nè, đó. Sau đó chúng ta sẽ chùi bụi, chùi cặn kẽ từ dưới móng, trên móng rồi, cuticle rồi, để chứ không bị cặn nhé. À, khi mà mình sơn á, nhiều khi mình sơn nước sơn mình nó cặn quá, cái lâu ngày cái chai sơn nó gần hết á, mình sơn toàn là bụi trong đó không à. Đó. Cũng ok rồi, thấy chưa? Rồi bây giờ là chị sẽ sơn cái structure bay gel. Đây, cái màu structure bay gel đây. Việt Nam 3 giờ rưỡi sáng rồi, trời đất ơi, chị làm gì giờ này, đi canh trộm hay chi mà 3 giờ rưỡi sáng chưa ngủ. Rồi, bây giờ là chị sẽ hướng dẫn các anh chị ha. Đây, mình lấy cái màu này mình sơn lên một lớp trước như thế này. Trời ơi, làm rất là nhanh. Đây là những kỹ thuật làm nhanh không? Bây giờ hiện đại quá, có rất là nhiều cái option để mình lựa chọn luôn. À, chị múc thêm miếng nữa nè. Đó, cho nó dày dày lên. Sau đó để ngay chỗ cuticle nè. Đó, bắt đầu mình múa cọ nè. Cứ mình múa qua, múa lại, múa qua, múa lại ha. Mình sơn á, mình muốn sơn nó cũng được. Mình cứ sơn cái chỗ dày dày, cái chỗ phần mình móng, cái đầu móng chút xíu. Sau đó mình để cái cọ nằm đó, mình vuốt nó thẳng ra như thế này ha, ra một màu rất là đẹp. Rồi mình đưa vô mình hơ. À, 5 second for me. Đưa vô đèn hơ 5 giây một cái. Bây giờ cho nó cố định. Mình sẽ xem. Rồi đó nè, thấy không? Cái màu cũng đẹp ghê chưa. Chỗ dễ làm lắm anh chị ơi, thế nè. Bỏ lên mà nó không có hề bị sần, bị đùng hay gì hết trơn á. Bây giờ sơn một lớp dày đó và một cái lớp sơn treo này nó vẫn mỏng và nhìn tự nhiên như bình thường, thấy chưa? Rồi cái tiếp nè, sơn một lớp vậy thôi đó là xong á, chứ không có sơn cái lớp nào nữa hết trơn á. Vậy là chỉ có sơn cái màu hồng cái hot pink lên thôi và chấm chấm mấy cái polka dot lên. Nè, chơi mút keo nè, thấy chưa? Mút cho nặng tay một chút xíu để mau hết rồi còn mua cái mới đồ. Các anh chị chắc có ai thích xài đồ mới không? Chứ chơi khoái xài đồ mới lắm. Kệ nó mua ở đâu cũng được, miễn mới. Như YouTube Store rồi đó mình mua thì nó cũng là đồ mới, cũ với người ta thôi, cũng mới với mình. Hay là đồ xinh, đồ cũng được, thì nó cũng là đồ mới. Rồi à, bỏ giữ, bỏ vô, cho nó hơi đèn 5 giây thôi, cho nó cố định cái treo thôi. Sau đó là chia sẻ sơn cái ngón tay cái tiếp. Đây, làm cách này nhanh dễ sợ luôn, trời ơi, chứ mà vừa làm live mà cho chê rề rề nữa. Rồi chừng nào rồi cho xong. Ôi, mất màn hình. Ngược trở lại. Nó múc chút xíu vậy nè. Đó, có thể cái này ha, gì mình tạo được màu và mình tạo được cái độ dày cho móng luôn. Một công hai chuyện. Cho khách nó khỏi nói là ô nhìn mỏng quá này kia. Cái móng không, bản thân của nó cũng không thể nào gãy được. Mà bây giờ thêm cái treo này lên nữa, ta nói ai mà sánh được. Ok. Khi nào có hàng treo S ạ? À? Treo S là treo gì ạ? À? Treo sơn hả? Hay là treo gì? Anh Mai Vương hay chị Mai Vương hỏi cái đó là chị cũng không hiểu rõ cho lắm. Để coi có ai hỏi câu hỏi gì đâu. À, Ly còn thích coi live nè. Cũng đúng á, có lý á.
Không, nhưng mà sao biết chơi lên live mà coi. Nên trước em mà thức khuya, ý ta hỏi lý do tại sao mà thức khuya như vậy. Chứ bây giờ thì đang coi live thì biết rồi. Trước khi coi live là làm cái gì? Thấy không? Cái đó mới là quan trọng. Rồi, chút xuống nè. Trời ơi, sao mà dễ làm vậy ta? Nó cứ vuốt vậy nè, là treo nó tự self level ra. Rồi có cần làm ăn gì nữa đâu. Không cần. Đó, như thế này thôi à. Đây nè, nó tự self level nè. Nó bóng liền trong vòng 2 giây. Chưa tới 2 giây, 1 giây chứ. Hand. Ha, xong xong rồi, một món cuối cùng. Cuối cùng là chúng ta sẽ làm cái tip. Dễ món tip á hả, thì cũng có cái kỹ thuật. Thì trong cái lớp học General Academy á, cũng có các educator cũng có hướng dẫn cái cách dễ French đồ. Hôm nay thì Jay làm theo cái kiểu của Jay cho nó nhanh. Mình làm riết French mình sẽ quen tay à. Nhưng mà cái móng dài hơn chút xíu thì dù như mình không có canh được á, thì mình có thể dễ làm một kỹ thuật chữ V. Rồi mình dễ French. Thì như trong một trong những cái live trước hay những cái video cho chủ của Nail Job mà chị cũng hay làm. Đó, thấy chưa? Móng úp đang là A. À, hỏi chừng nào có móng hả? Có thôi. Như là có rồi. À, mà không biết cái là còn hàng hay không, có thể liên, nếu mà muốn mua Việt Nam có thể liên lạc bên đó. À, chứ không biết là bên đó có carry cái hàng của móng treo này hay không ha. Thì các anh chị có thể liên lạc với cái trang Journal Việt Nam, liên lạc trực tiếp thì họ sẽ có thể trả lời cho các anh chị biết. Bây giờ đợi lại nè. Trời, cái hũ này xài cho lâu dữ lắm. Đã nói mong nó hết hết lẹ dễ sợ luôn, nó để cho mà mình mua cái mới nó không hết. Nè các anh chị, cái màu hồng đẹp ghê chưa. Rồi bắt đầu bây giờ là chơi, sẽ chơi bỏ hai cái màu đây nè. Rồi mất ngủ đồ luôn, ghê chưa. Đó, bây giờ chơi làm lẹ ha, chơi sẽ sơn cái French cho nó nhanh tay nè. Đó, chơi sơn French á, thì chơi sơn là chơi dễ hai bên, xong rồi chơi tô hai bên góc. Rồi bắt đầu mới lấy cái chai nước sơn á, mình sơn cái phần đầu móng còn lại. Nó sẽ sơn hai bên góc như vậy thôi nè. Đó, sau đó là chơi sử dụng cái chai luôn, không còn lại như nè. Đây cho các anh chị coi, còn lại chút xíu thì là chơi sử dụng cái chai này để mà vẽ tô lên cái phần đầu móng nè. Không, lấy ít nước sơn thôi, mình quẹt hết vô trong cái hũ á. Tại vì nước sơn của gel này nó đậm đặc quá, cho nên nó là mình chỉ cần một lớp mỏng hay là nó cover hết cũng không có bị dày móng nữa. Đó, như thế này. Rồi sau đó là cái tip, chỉ sử dụng cái light brush nè. Thật ra cũng dễ luôn. Nó dễ lên tới trên đây. Đó, mình dễ từ từ, riết mình quen, mình canh riết nó quen. Là mắt nó lé lé chừng vài lần á là ok. Trời, nói lên live là chơi cho vui vậy thôi nha mấy anh chị. Tại vì coi live mà mình phải có cái này cái kia để mình nói, chứ nếu không là mấy anh chị buồn ngủ, ngủ quên rồi ai đâu coi, ai đâu tương tác với chơi. Cho nên nói vậy, nhiều khi cười cái tỉnh hồn ra được một chút. Bắt đầu quét ha. Nhất là bây giờ những cái anh chị nào mà đang thức khuya chống trộm rồi đó, coi trộm đồ 3 giờ rưỡi 4 giờ gì chưa ngủ. Nó chơi thôi, chọc chơi chút xíu. Chọc chơi chút xíu, đừng làm ghê quá. Đừng la chê nha. Mình dễ như thế này thôi. Chùa cái treo này nó đậm đặc quá. Tao nói dễ, nó đã dễ sợ luôn mấy anh chị. Đây nè. Trời ơi, ai cấm tôi chứ mà tôi mua gel này liền. Tôi mua về tôi xài liền. Tùy các anh chị, hay có nhiều anh chị thích giả cọ, mình có thể làm bằng cọ. Anh chị mà muốn xài bằng cái cọ mà của, ý chứ nó là cọ này nè, cái cọ cây này nè. Còn các anh chị nào mà muốn xài bằng cái cọ mà trong cái chai light gel á,
có những cái khi mà các anh chị mua lại ở treo thì sẽ có những cái cọ cho thêm á mà không có màu á, mình có thể mình lấy và mình sơn cái này trong cái lúc mà mình muốn, những lúc mà có khách cũng được nè. Cảm ơn nha, cảm ơn các anh chị nào đã khen mình ăn thua cách mình phối màu. Cái khách nó muốn gì cũng được, khách nó vô hồi nãy nó nói tao muốn làm French thì mình mới dụ dụ mình nói mày muốn cái bao tay nó hồng hồng mà kiếm tuyến rồi không, thì làm luôn cái màu hồng hot pink trên cái tip rồi neon này kia đồ. Nói chung là mình phải biết cái trend, mình dụ khách thì khách nó mới thích. Nếu mà các anh chị làm mà có sample sẵn để trên bàn nó càng tốt, khi mà khách sample mình làm đẹp á, trời ơi khách nào cũng muốn đó, mà lúc đó mình nói giá tiền cũng dễ luôn. Cái dư chút xíu không sao, chùi chùi nè đó. Rồi cái tiếp nó cái nè, để cái này qua bên đây bắt đầu nè. À, chúng ta sẽ vẽ một đường cong trước, lúc nào cũng phải có vậy, mình có cái trụ tay nè thì nó dễ vẽ lắm đó. Vẽ một cái đường về trước ha, sau đó là mình tô hai bên góc như vậy cho nó thẳng cho nó sạch sẽ đó ha. Rồi xong đó mình làm ở bên đây luôn. Đó, sau đó là mình sử dụng cái treo ở trong cái bình nè, trong cái chai chứ. Đó, bắt đầu mình sẽ để cọ nó nằm xuống và mình vuốt. Mình vuốt như thế này nè, đó. Ra là nó sẽ cover hết. Treo mà, nó sẽ tự self level. Đó, tiếp như vậy là dễ dễ. Ngón ngắn thì mình vẽ như vậy được, mình canh được ha. Can the life for me. Mà dễ thương lắm. Cái màu thường thường cho giữ sạch lắm nha các anh chị, tại vì mình vũa cái nó bay lên la, mình tháo móng bộ của nó bay cái nhìn thấy nó bụi xung quanh, chứ làm xong rồi mình cũng phải lau sạch cái bình. Rồi bây giờ là chị sẽ sử dụng cái dotting tool nè, các anh chị thế nào cũng có những cái dotting tool như thế này đúng không? Đó, mình muốn cục bự cục nhỏ gì, móng bự gì móng dài tới đây á, thì mình có thể sử dụng cái chấm cái đầu bự hơn để mình chấm từ bự đi xuống tới nhỏ cho nó nhỏ, từ từ nhỏ dần ha. Còn cái móng này mà ngắn thì chơi chỉ sử dụng cái này, cái đầu này là ok, cũng vừa thôi, medium ha. Bên Đức có cơ sở bán hàng không ha? Mình bên công ty có ship qua Đức nha chị Thị Lương Trần, mình có ship qua bên Đức luôn á. Rồi bây giờ là chơi sẽ chấm nè, đây cái màu này neon nè ha, chơi sẽ chấm nha. À, chấm là 1, 2, 5, 6, 7. Đó, giống như cái nút áo gì thế cưng không? Nhìn giống nút áo là, nói chung là làm nail cũng vậy. Nó là một cái, nó cũng là một cái hiện tượng về fashion. Mà nếu như mà mình làm cái nail nhìn sexy là dĩ nhiên cái người bạn đời hay người partner của cái người khách đó, họ cũng sẽ muốn mở nút ra, giống như cái này là giống nút áo thì họ cũng muốn mở nút áo của người người đó ra. Thì nó nói chung là nó chuyên về giống như cái dạng mind game ha, nó tạo cho mình một dạo ảo đó, nhìn nó giống như là nó tròn tròn giống nút áo nè đó không, hay kia này là sexy, những cái đường cong có không đầy đủ hết đây nè, nó nhìn nó dễ thương quá, nói chung là nhìn bị ghiền. Hello Kim Yến Nguyễn. Hello các anh chị mới vào và chuẩn bị đi ra. Xin chào các anh chị nhảy vô nhảy ra, rồi xong nhảy vô nhảy ra lại. Xin chào các anh chị nào mà bây giờ ngủ dậy mới thức. Các anh chị nào mà bây giờ đang chuẩn bị đi làm khách. À Thụy Điển cũng có luôn nha. Em ship qua Thụy Điển luôn đó. Rồi bây giờ là chị sẽ sử dụng cái top coat. Step 4 nè, đó trong cái bộ Tiara là sẽ có luôn 4 step ha. Bên Thụy Điển mình cũng ship qua. Rồi
Bây giờ quét top coat, mình quét top coat xong là làm cái gì nữa nè các anh chị? Quét top coat xong mình làm cái gì nữa? Đừng quên nha, đừng quên cái bước này nha. Bước này là bước ăn tiền á. Hầu như cái live nào chị cũng nói về cái vấn đề này luôn á. Mình không phải tính tiền đâu nha. Tôi cho luôn cái manh mối là không phải tính tiền, thì cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Chị nghĩ bây giờ mà chị có đố hoặc có nói là tính tiền như nữa thì các anh chị cũng sẽ đồng ý, bởi vì dĩ nhiên phải tính tiền rồi, không tính tiền ta đi làm chi, đúng không? Hai cái màu này nó cứ nổi trội. Mùa hè là mình phải chơi màu chói chang với màu mà nó cãi lộn, cự lộn với nhau vậy đó. Người hồng, người xanh lè, vàng khè vậy đó thì nó mới đẹp. Lấy phong sau đó là mình sẽ xem mình sẽ làm gì cả nhà. Mình sẽ bỏ cái gì lên? Bỏ cái gì? Cái gì mà làm cho da nó đẹp, nó sạch nè, nó bóng nè. Bỏ cái gì đây? Thị Lương có mạng đòi trực tiếp. Dạ chị Thị Lương Trần có gọi trực tiếp được luôn. Chị gọi vào số điện thoại 1-888-887-8807. Còn không, một lát nữa chị xong cái live này chị sẽ bỏ số điện thoại của công ty xuống cho chị. 1-888-887-8807 nha. Gọi thì bên sale team sẽ trợ giúp chị. Nhưng mà sale team như là tới 5 giờ hay 5 giờ rưỡi gì là xong. Cho nên nhớ có gì thì ngày mai chị có thể gọi để mà mua hàng. Rồi. Đó, đúng rồi. Chị nào trả lời ai vì trả lời hay quá. Mình dở dầu lên à. Đúng luôn á. Quá giỏi. Thank you so much. Cảm ơn mọi người nha. Bỏ dầu lên, đúng rồi. Đừng có quên nha. Bây giờ chị sẽ nhớ tên với anh chị này á. Lần sau mà có coi live nữa mà không có trả lời bỏ dầu được á hả, là coi như là sẽ bị làm gì đó không biết. Nói chung là cho mấy anh chị suy nghĩ á ha. Rồi ok, là mình xong rồi à, quá đẹp luôn nè các anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi nha. Hẹn các anh chị vào bữa sau nha. Chúc các anh chị ở Việt Nam ngủ ngon, và chúc các anh chị ở các cấp tiểu bang trên nước Mỹ cuối tuần làm việc vui vẻ, thật là nhiều tiền tê nha. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Bye.